Mến chào quý vị, ông bà, cô chú trở lại với kênh Chuyện Ma cùng Thiên Như. Và mình sẽ là người đồng hành cùng quý vị trong buổi nghe chuyện ngày hôm nay. Mến chúc tất cả quý vị sẽ có một buổi nghe chuyện thiệt là thư giãn luôn nghe. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu chuyện đầu tiên. À không, ngày hôm nay chúng ta sẽ có một câu chuyện thôi, mà đây sẽ là một câu chuyện dài ha. Câu chuyện này như được cô Sang gửi lại cho Như. Cô kể cái thời còn trẻ, hai vợ chồng của cô rất là khó khăn, rồi lưu lạc tới chỗ này để làm việc. Khi đó, người quản lý mới thấy hai vợ chồng của cô chăm chỉ, siêng năng quá, mà làm thì ở lại trên xưởng nằm ngủ nghỉ không hả? Do để tiết kiệm tiền gửi về quê lo cho con, nên hai vợ chồng cô không có ra thuê trọ. Thấy vậy thì cái người quản lý này nè mới nói với hai vợ chồng của cô là chú có dư một cái căn nhà ở trong cái con hẻm đó. Căn nhà này để cũng lâu rồi, không có cho thuê, cũng không có ai ở hết trơn á. Nếu mà hai vợ chồng muốn ở thì cứ tới đó ở. Nghe được vậy, hai vợ chồng của cô Sang vui mừng khôn xiết luôn. Bởi vì hai vợ chồng của cô rất là muốn ra ngoài để thuê một cái chỗ ở cho đàng hoàng. Chứ còn ở trong công ty là mình ở gói ghém trong một diện tích nhỏ. Rồi buổi tối thì nó còn hơi ồn ào, nằm ngủ nó cũng không có được khỏe khoắn cho lắm nữa. Giờ nghe có chú quản lý nói vậy, hai vợ chồng cũng liền cảm ơn chú rối rít. Xong chú quản lý mới trao chìa khóa cho hai vợ chồng cô Sang. Chỉ là nhà ở trong cái đường đó, hẻm đó vậy đó. Đi vô đi, rồi hỏi nhà tên của cái chú quản lý này thì người ta chỉ cho. Ở phía trước còn có hàng rào nữa. Trong ngày hôm đó luôn, tranh thủ sau khi ra về, hai vợ chồng của cô chú Sang thu dọn đồ đạc xong xuôi hết rồi chất lên trên cái xe máy của mình. Hồi trước á, ở trong xưởng của người ta mà, nên hai vợ chồng của cô không có hành trang gì nhiều cả, chủ yếu là một ít quần áo mà thôi. Đi tới cái căn nhà đó, trước khi mà đi vào căn nhà thì đây là hẻm trong hẻm. Có một con hẻm lớn, rồi sau đó quẹo vô con hẻm nhỏ, rồi đi thêm một cái con hẻm nữa, mà thời điểm đó là cái con hẻm này làm bằng đất. Đi dọc theo cái khúc của con hẻm này, ở phía sau là nhà, rồi sau của nhà nữa là phía bờ sông rồi. Hai cô chú cũng lần tìm theo địa chỉ, do tới mấy cái sẹt lận cho nên tìm hơi lâu. Trong lúc hai vợ chồng của cô đang lớ ngớ, không biết nhà nào là nhà của chú quản lý, cái gặp mấy cái người dân trong đó mới hỏi là theo tên của chú quản lý nè. Những người đó mới chỉ, cái nhà này nè con. Cô chú nhìn thấy đây là một cái căn nhà tường, nhìn cũng sạch sẽ. Mà có điều chắc nè, chú xây cũng lâu rồi mà không có ở, nhìn nó hơi bụi bặm một chút xíu thôi. Trước mặt của cô chú là một căn nhà tường, nhưng có điều là hơi cũ kỹ rồi, do lâu quá không có ai ở. Ở phía trước cây lá bụi bặm gì nó rớt tùm lum hết trơn hà. Vô mở cửa thì ở phía ngoài nó hơi ghê ghê vậy thôi, chứ vô trong thì sạch sẽ tươm tất đàng hoàng, có mấy cái bụi là lâu ngày không ai ở. Hai cô chú cũng vô quét dọn này kia xong xuôi hết. Sau đó đi ra ngoài gặp mấy cô chú hàng xóm ở đây cũng nói chuyện tâm sự đồ, chào hỏi. Cái mấy người hàng xóm mới hỏi là con là cái gì của chú quản lý đó. Thì hai vợ chồng của cô Sang cũng tâm sự thiệt, là nói là tụi con làm thuê cho chú quản lý, rồi thấy tội quá nên chú mới chỉ vô trong nhà này để chú cho ở không gì đó, không có lấy tiền bạc gì trơn. Ở đây nếu mà xài điện nước nhiêu thì tính nhiêu. Thời điểm mà cô gặp cái sự việc này là điện nó không có phải giống như là bây giờ đâu. Những người hàng xóm ở đây, người ta nói là cái chú quản lý này ổng tốt bụng dữ lắm. Hồi trước cũng có cho vài người ở nhờ rồi. Mấy người nào mà lên trên đây nuôi bệnh này kia đổ, những người thân trong dòng họ của chú tự dưới quê lên thì chú sẽ cho vô trong đây ở, cũng không có lấy tiền bạc gì cả. Thật ra tất cả mọi chuyện ở trong căn nhà này thì không hề xảy ra bất cứ một chuyện gì kỳ lạ hết. Nhưng mà những sự việc kỳ lạ nó xảy ra là ở bên nhà hàng xóm, sát với cái nhà của cái chú quản lý này. Bởi vì trong lúc mà cô Sang đang nói chuyện với lại những cô chú hàng xóm ở đây thì có một cái mùi sao mà nó thúi quắc à. Gió thổi một cái là xộc thẳng vô trong lỗ mũi của cô.
cô quay qua, thấy ở sát bên hông nhà của mình là một cái căn nhà. Bề ngang nó rất là nhỏ mà nhìn nó sập sệ cũ kỹ. Đó không phải là cái điều đáng nói mà ở phía trước nhà chất chồng nào là rác rến gì đó đầy hết trơn à. Còn có mấy con chuột dán nó bò lên láng ở phía trước nhà. Không biết ai đâu mà ở dơ với vậy trời, cái nhà như là cái bãi rác. Khi mà mấy cô hàng xóm á thấy cô Sang cứ nhìn chậm chậm qua cái nhà kế bên hoài nè, cái mấy cô chú đó mới nói là: "Trời ơi, kệ đi con, cái nhà này á là nhà của ông Tý." Cô Sang mới giật mình, cô nói là: "Ủa, nhà này có người ở hả cô?" Nguyên nhân mà cô Sang giật mình như vậy là bởi vì nếu mà có người ở cái gì đâu mà ở dơ chứ vậy, rác rến gì đó chất đầy hết trơn ở phía trước cửa, nội hủi cái mùi đó không cũng chịu không nổi nữa, sao ai đâu mà có thể ở dơ dái như vậy trời. Cô thầm nghĩ ở trong lòng, mà sau cô nhìn qua cô thấy là cửa nẻo từ ở ngoài cái phía cổng. Cái phía cổng là được làm bằng cái lưới B40 dăng ngang thôi, mà cái lưới nó cũng sập sệ cũ kỹ. Cửa ở phía trong cũng đã đóng lại rồi, cửa sổ gì đó là đóng kín bưng hết trơn. Cô vẫn còn ngỡ ngàng về cái người hàng xóm bên bển, không biết ông Tý là người như thế nào. Tại vì từ sớm tới giờ cô vô cô dọn dẹp này kia, đi từ đằng trước ra đằng sau luôn, cũng không có thấy ông Tý đó. Cô cũng không có hỏi thêm gì nhiều cả, cứ nghĩ đây là một cái người đàn ông lôi thôi lượm thượm rồi ở dơ như vậy thôi. Cô mới vô ở trong nhà của mình, hai vợ chồng hay tiếp tục thu dọn đồ đạc. Do đồ đạc cũng có gì nhiều mà chủ yếu là sắp xếp lại. Ở trong cái căn nhà của chú quản lý này nè, là ông có để sẵn mấy cái giường, tủ, rồi mấy cái kệ bếp ở phía sau nữa. Phần nội thất là được trang bị chỉnh chu. Ở phía tuốt ở sau nhà, chỗ này là một cái vị trí kệ để mà mình úp mấy cái thau chén sau khi đã rửa xong, úp ở đằng đó cho nó khô nước. Nếu mà cô đứng ở vị trí này, cô nhìn qua là nó song song với lại khu vực nhà của cái ông Tý ở kế bên luôn. Mà cô nhìn qua thì cô thấy ở phía sau nó cũng lộn xộn, nào là túi ni lông, rồi rác, rồi vỏ chai, phước tùm lum ở bên khu vực bên đó cả. Cô nhìn cô không thể tưởng tượng được là cái ông Tý bên đó ổng sống như thế nào. Cô ở trong nhà nè, hai nhà là sát bên vách nhau vậy đó, mà cô không có hề nghe bất cứ một động tĩnh gì cả. Cô nói không lẽ cái ông bên đó ổng đi mà mình không nghe, rồi ổng không nói chuyện, không làm gì hết trơn hay ta. Cô nghĩ thầm trong lòng vậy thôi, bởi vì hầu như là những cái nhà ở gần đây là cái sự cách âm của nó không có tốt nữa. Có cái nhà hàng xóm ở kế bên cạnh của cô, cái nhà còn lại mà không phải là cái nhà của ông Tý đó, thì cái nhà ở bên kia là có hai vợ chồng rồi có nít nữa, nó chạy giỡn rần rần ở bên bển là cô nghe rõ mồn một. Vậy đó mà cái nhà ở bên đây là cô không có nghe gì hết trơn. Hai vợ chồng cô cũng thấy tò mò về cái ông Tý bên bển. Xong liền đêm đầu tiên thôi, hai vợ chồng của cô Sang đã có rất nhiều bất ngờ. Nằm ngủ tới khoảng giữa đêm, tối hôm đó hai vợ chồng của cô ngủ sớm do cả ngày dọn dẹp rất là mệt, thì bị giật mình bởi vì cái tiếng của mấy con mèo nó kêu ngao 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 ngao. Không phải là tiếng của một con mà tiếng đâu cả gần mười mấy hai chục con lận. Âm thanh đó làm cho cô giật mình, rồi cô còn nghe nó đi ở trên mái nhà của cô nữa. Không những cô bị giật mình bởi tiếng kêu của mấy con mèo mà chồng cô cũng ngơ ngác luôn. Tiếng kêu của mấy con mèo vào ban đêm nghe ghê lắm, cứ như là tiếng của mấy đứa trẻ con nó khóc vậy đó. Hai vợ chồng chơ ngác nhìn nhau. Chồng cô mới đi ra ở phía trước nhìn, thì chồng cô thấy những cái con mèo mà toàn mèo đen là mèo đen, không biết ở đâu mà nó tụ tập lại đông dữ thần vậy. Nó bu ở phía trước nhà của ông Tý. Rồi còn có một số con nó đi ở trên nóc nhà, mà không phải nó đi ở trên nóc nhà của cô đâu, chỉ là vô tình nó nhảy qua để nó đứng lại ở trên nóc nhà của ông Tý nè. Khi mà chồng cô đứng ở phía trước á, cô còn nghe thấy tiếng chít 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 là tiếng của mấy con chuột nó kêu. Cô cũng đi ra bàng hoàng trước cái cảnh này luôn, ở đâu mà mèo nhiều dữ vậy? Em ơi, chắc là mấy con mèo này á, nó lại nó ăn mấy con chuột kìa, một đống chuột luôn kìa. Cô nhìn lại ở trong đống rác,
Không biết ở đâu mà chuột bây giờ nó ào ra quá trời luôn. Cái số lượng chuột nó nhiều gấp mấy lần so với số lượng mèo. Mà con chuột nào chuột nấy nó bự hơn là cái bàn tay của mình, nó ú nu, nó mập lù à. Mấy con chuột này giống như là nó chín ngãi heo vậy đó, nó trọn lẳng luôn. Nó đang chạy vòng vòng vòng, còn có con thì chạy sắn vào trong nhà của ông Tý. Ở phía trước nhà của ông á, thì nó có những cái chỗ bị hở lên á, do cái nhà nó cũng cũ sập sệ rồi. Con chuột nó lần theo cái đường đó giống như là đường đi riêng của nó chạy thẳng vào trong nhà. Nó chạy thành hàng luôn khi mà mỗi lần nó bị mấy con mèo dí. Hai vợ chồng cô thiệt sự là bàng hoàng trước cái cảnh tượng này. Lúc đó mới nghe là âm thanh của ông Tý ổng phát ra ở trong nhà, nghe ổng tặng hắn. Rồi sau đó nghe ổng ho trỏng nữa. Hai vợ chồng của cô chú rất là tò mò, bởi vì chưa biết mặt mũi của cái ông Tý bên bển ông ra sao hết trơn á. Đứng ở phía trước nhà ngó ngó nhìn vô, chỉ thấy là có cái ánh đèn cầy đang le lói xuyên qua cái khe cửa thôi. Nhưng lúc đó cũng thấy dị trơn, đứng hoài ở đây gió thì thổi lạnh do gần phía bờ sông nè, rồi mấy con mèo con chuột thấy ghê quá, thôi hai cô chú cũng vô trong nhà để nằm nghỉ luôn. Lúc yên ắng nằm xuống rồi, ngoài tiếng mèo kêu, hình như cô Sang còn nghe được cái âm thanh đọc cái gì đó lẩm bẩm, giống như là tiếng đọc kinh chú phát ra từ bên nhà của ông Tý. Cái cô mới tập trung, cô kêu. Khi mà cô tập trung, cô nghe được âm thanh đó rõ mồn một, cô mới kêu chồng của mình. Thì chồng của cô nói là cũng nghe luôn, mà cứ nghe đọc nhẩm cái gì đó, một lát sau lại im. Thôi mệt quá, hai vợ chồng của cô cũng nằm xuống ráng là ngủ luôn. Còn về phần có mấy con mèo á, nghe nó kêu la một chút xíu à, khoảng độ nửa tiếng là hình như nó giải tán rồi. Đó là đêm đầu tiên cô nằm ngủ ở trong cái căn nhà này với một người hàng xóm kỳ quặc như vậy. Qua mấy ngày hôm sau luôn, hiện tượng đó cứ lặp đi lặp lại. Đúng 12 giờ khuya thì có rất là nhiều con mèo đen nó lại xuất hiện ở trước nhà của ông Tý, và nó kêu lên những tiếng thê thảm. Cái mấy bữa đó cũng tò mò dữ lắm, nhưng mà do công việc của hai vợ chồng cô dạo này trên xưởng hơi nhiều, buổi sáng là tranh thủ dậy đi làm sớm, tới tận chiều tối mới về lận, nên vẫn chưa có thời gian để hỏi han coi xung quanh mấy người hàng xóm này có ai biết về ông Tý đó không. Đêm nào cũng cứ nghe là ông đọc lẩm bẩm rồi ông ho bển vậy đó, chứ chưa có bữa nào mà cô thấy được ngoại hình của ông cả. Xong cuối cùng cũng tới cái ngày mà cô thấy được dung nhan của cái ông Tý này rồi. Hơn một giờ rồi, cô mắc tiểu quá. Cô dậy, sau khi đi tiểu xong cô quay đáo lên. Đáng lẽ cô sẽ đi thẳng lên trên giường của mình nằm ngủ, mà không biết làm sao như ai đó xúi cô. Cô đi thẳng xuống ở phía sau bếp nhà luôn. Khi mà cô đứng ở trước ngay chỗ vị trí mà để úp chén đồ ở tuốt làm sao á, chợt cô mới nghe thấy cái âm thanh còn đọc nhẩm cái gì đó nữa. Cô đứng nép lại sát ở phía sau gốc, rồi nhìn vào ở trong nhà, thì ánh đèn cầy le lói ở trong căn nhà đó dội ra. Không biết là ông đó ông làm gì vậy ta, nhưng chỉ thấy mỗi cái ánh đèn cầy thôi. Trong lúc cô đang đứng cứ ngó ngó dòm vô, thì cánh cửa ở phía sau đã mở ra, ông Tý ổng đi ra. Ở trước mặt của cô Sang lúc đó là hình ảnh của một ông già, khoảng độ 60 mấy 70 tuổi. Ở trước mặt của cô Sang là hình ảnh của cái ông này, ổng độ khoảng 50 mấy 60 tuổi, tóc thì dài ra nó xoăn mà nó sùm y chang như là một cái ổ quạ luôn. Ở trên người thì mặc một cái bộ đồ thun màu xám xám mà hình như lâu ngày không giặt rồi. Do lúc đó dù là trời tối, cô đứng ở mé bên nhà mà cái mùi thẩm thẩm nó cứ xộc vào ở trong mũi của cô. Một chân của ông Tý này hình như là ông bị tật, ông đi si kè nhắc hả. Cô thấy ổng, cái cô mới cúi chào. Lúc mà cô chào á, ổng khum cái mặt xuống hàng, cái bộ râu của ổng che muốn hết cái miệng rồi, mà hình như có cái gì đó dính ở trên cái bộ râu của ổng dơ e mà. Mắt ổng mới trợn trừng trừng lên, để lộ ra mỗi cái phần tròng trắng thôi. Ổng lườm cô vậy đó, trong khi là cô chào thân thiện, cái ổng lườm cô. Xong ổng quay đầu ổng đi vô, mà ổng đi từ từ cà nhắc vậy đó. Cô nói cô tức gần chết luôn.
Lúc đó là mình lịch sự, mình chào, mình không chê ổng thôi, mà sao ổng còn chê mình hay vậy, ổng khinh mình, mà ổng còn lườm mình cái kiểu đó nữa. Cô cũng bực bội. Sau đó cô đi vô ở trong nhà của cô và nằm xuống thì ngủ một giấc tới sáng. Sáng ra, trên đường hai vợ chồng cô đi làm á, cô mới kể cho chồng nghe. Anh, ngày hôm qua em thấy cái ông Tý đó rồi. Chồng của cô tò mò mới hỏi là em thấy ổng hả, rồi ổng thì sao? Cô diễn tả lại ngoại hình thì cái ông đó ổng vậy đó, ổng ốm rơm ốm rỉnh à, mà ổng bị què một chân, ổng đi kè nhắc, cái đầu của ổng xù hơn là cái ổ quả luôn. Cô diễn tả lại từng chi tiết vậy đó. Chồng của cô thì hôm trại cũng y chang cô thôi, đâu có thấy mặt mũi gì của ổng đâu. Dạ cô mới nói là cái ông đó ổng kỳ lắm anh. Em chào ổng mà ổng lườm em, ổng lườm em cái kiểu như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy đó. Rồi xong ổng quay ổng bỏ vô trong nhà. Người gì đâu mà mất lịch sự thế ghê. Cô nói như vậy, chồng cô mới nói là thôi kệ đi em ơi. Cái ông đó em thấy cái cách ổng ăn ở, ổng dục rác ở trước đầy nhà ổng là em biết ổng thì sao rồi. Thôi em kệ ổng đi, đừng quan tâm nữa. Chồng của cô thì nói như vậy đó. Cô cũng nghĩ thôi chắc cái người đàn ông này á kỳ lạ vậy, kệ ổng, ổng sống cuộc sống của ổng, mình sống cuộc sống của mình thôi chứ đâu có gì. Qua mấy ngày hôm sau, bắt đầu cô sang nằm mơ thấy những cái giấc mơ kỳ lạ. Trong lúc mà cô ngủ chập chờn thôi, giống như là nửa ngủ nửa mê vậy đó. Cô nhìn thấy có một cô gái. Cái cô gái này mặc bên ngoài là một cái bộ váy lụa màu trắng, nhưng chỉ chập chờn thôi cô không có thấy rõ được mặt mũi, chỉ thấy được cái dáng là biết gái, tóc dài dài đen đen. Mà hình như là cô gái này đang bị nhốt xung quanh cái gì đó. Thấy là ở vòng ngoài cổ là có những cái tia đỏ nó văng lên, giống như là cái tia laser vậy đó. Cổ thì ngồi chính giữa, cổ ngồi trỏng cổ khóc. Ở bên ngoài thì nghe văng vẳng là tiếng giống như tiếng đọc kinh, nhưng cô không hiểu đó là tiếng gì. Hình như là cái cô gái đó cổ đang bị nhốt, rồi cổ còn bị mắng, bị chửi, bị hành hạ nữa hay sao á. Cô nghe thấy cái tiếng của ai đó cứ chửi văng vẳng ở bên tai. Rồi tới đây cô giật mình dậy. Nguyên nhân mà cô giật mình dậy là bởi vì có một cái con chuột không biết nó bò ở đâu mà nó bò ngang qua sống lưng của cô, khiến cho cô rợn người hết trơn hả. Chính vì con chuột nó bò qua, cô giật mình dậy, thấy cái con chuột nó bự chản bố luôn. Cái con chuột này là cỡ ngang ngửa với mấy con chuột ở trước đống rác bên nhà của ông Tý á. Cái con mới hết hồn, cô la quá trời. Chồng cô mới dậy đập nát cái con chuột đó. Mà kỳ lạ, khi mà cái con chuột này nó bị bấy bá rồi á, cái cô thấy là hình như cái con chuột này nó kỳ lắm nha. Cái cặp mắt của nó màu đỏ lét à, mà máu nó chảy ra, không phải là máu đỏ đỏ như mình đâu, mà cái màu máu nó sẫm y chang như là cái màu nhớt vậy đó. Cái mùi nó tanh rình à. Chồng của cô cũng ghê quá, sau đó hốt lại bỏ vô trong cái túi mũ, rồi lau dọn cái vị trí này cho sạch sẽ. Hai vợ chồng tiếp tục nằm xuống ngủ để ngày mai còn dậy sớm đi làm nữa. Rồi qua những ngày hôm sau á, cô cứ thường xuyên nằm mơ thấy cái giấc mơ đó. Lúc cứ thấy là mình nửa tỉnh nửa mơ. Rồi qua những ngày hôm sau, cô thường xuyên nằm mơ thấy giấc mơ đó, cứ chập chờn vậy đó, nửa tỉnh nửa mê. Cô nhìn thấy có một cái cô gái nào đó rất là tội nghiệp, cổ trên khóc nghe thảm thương dữ lắm. Và cô còn nhìn thấy ở trên phần cơ thể của cổ có chằng chịt những vết thương hà. Mấy bữa cô mơ thấy vậy, không biết tại sao cô lại mơ thấy luôn. Cô kể cho chồng nghe thì hai vợ chồng cũng tự đoán với nhau, nói là có khi nào á ổng giam giữ cô gái nào ở bên nhà của ổng không. Nhưng mà khi nói ra mới thấy là lạ, bởi vì nếu mà có người bên bển thì chắc chắn phải có tiếng động này ghê chứ, nhưng mà không có nghe gì trơn á. Chỉ có nghe là cái tiếng của ổng vào buổi đêm khuya, rồi nghe ổng ho, ổng tặng hắt vài cái vậy thôi. Chứ buổi sáng là hoàn toàn im bặt luôn, giống như là không có người nào ở bên bển vậy đó. Xong, cũng trong cái đêm hôm đó, cô bị giật mình vào cái lúc giữa khuya. Giờ này mấy con mèo nó lại xuất hiện nữa rồi, nó kêu lên những âm thanh đến lạnh người. Còn chồng của cô thì đã ngủ. Còn về phần cô thì cô không có ngủ được, nghe mấy con mèo nó kêu mà da gà của cô nó nổi lên cục 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 hết trơn.
cô mới đi ra. Cô lần theo cái tiếng gì đó mà cô cảm nhận được như ai đó kêu cô á, cảm giác thôi thúc dữ lắm, cô lại đi ra tuốt phía sau nhà. Trong lúc này cô đứng, cô nhìn nghiêng nghiêng qua, cô lại thấy cái ánh đèn cầy ở trong nhà của ổng bật lên. Ổng có xài điện như người bình thường đâu mà ổng mở đèn cầy. Cô còn thấy cái bóng của ổng múa máy, ổng làm cái gì nữa. Mà cụ thể là ổng làm gì thì cô không có thấy rõ, do chỉ thấy có mỗi phần bóng mà thôi. Có một cái cảm giác nó sợ đến rợn người dữ lắm. Cái lúc đó cô thấy có một cái con mắt, đúng một cái con mắt thôi, màu đỏ lét à, đang xuất hiện ngay chỗ vị trí của cái chỗ khe cửa đó, nhìn cô. Lúc đó cả người của cô cứng ngắc à. Cô đứng như chôn chân tại chỗ vậy đó, ánh mắt kia nhìn cô. Nhưng cô cảm nhận được cái ánh mắt nó biết nói. Không phải cứ mắt đỏ là ghê là kinh dị đâu. Hình như cái con mắt này giống như bị ai đó đánh tới mức là nó đổ máu. Sao cô thấy cái ánh mắt này giống như đang cầu cứu cô quá vậy? Trong lúc cô cũng đang nhìn chậm chậm lại ánh mắt đó, thì có một cái vật gì đó vừa mới chọi một cái bóp lên trên vị trí khe cửa mà nãy cô nhìn. Cô mới nghe thấy cái tiếng tặng hắn của ông Tý ở bên nhà ông phát ra. Hôm đó hoảng sợ quá, cô đang run tay run chân, thì vô tình lúc này ở đâu có con chuột nó lại chạy sắn vào ở trong chân của cô. Cô hết hồn, rồi cô đụng cái mớ chén nó rớt xuống lỗn cổn. Cô la lên. Chồng cô nghe âm thanh đó cũng giật mình dậy chạy xuống, thấy là chén bát gì đó nó rớt tùm lum, cũng hên là còn chút xíu nữa thôi nó rớt xuống mé sông rồi. Cô mới nghe thấy cái tiếng két 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 két. Tiếng này giống như là cái tiếng mà kéo cửa nó phát ra từ bên nhà của ông Tý vậy đó. Cô thấy là ông đang lấy cái gì đó ông dán lại cái khe cửa hồi nãy. Xong ông mở cửa, ông đi ra. Ông đứng ở ngay giữa cái cửa sau, ông nhìn hai vợ chồng của cô, mà ngoại hình của ông trong đêm nhìn ghê lắm, như một dị nhân vậy đó. Tóc tai bùm xùm, cả cái phần râu của ông nữa. Ông lườm lườm cái con mắt thấy đỏ lét à, cứ nhìn hai vợ chồng cô. Mà mỗi lần thấy ổng là cô sẽ ngửi thấy một cái mùi nó rất là hôi thối. Mà thấy sao cái bộ râu của ổng nó cứ ướt nhem ướt nhẹp, không biết ổng ăn cái gì đó dính không biết. Chồng cô hỏi là cô có sao không, rồi rờ kiểm tra người của cô. Cô mới thấy ớn lạnh quá, rồi kêu là chồng kè vô trong nhà. Cô vô, cô mới kể lý nhí lại cho chồng nghe, đâu có dám kể lớn đâu. Cô nói là hồi nãy có thấy một cái cặp mắt mà ở xung quanh cái phần trọng trắng là bị đánh tới mức nổi cơn đỏ lên. Cô cảm giác là như bên nhà ông Tý này có người hay sao á. Chỉ mới nói vậy thôi chứ thực hư như thế nào đâu có biết đâu. Do hai vợ chồng của cô vừa mới dọn tới đây ở, rồi cũng sợ là làm phiền rồi có chuyện này chuyện kia nữa mất công lắm. Nhưng cái sự tò mò đó nó cứ tồn tại trong người cô sang hoài. Tới ngày hôm sau là tới giờ cô làm bình thường, được tan ca về đúng giờ. Cái hai vợ chồng của cô nè, thấy mấy cô hàng xóm đằng kia ngồi, cái cô cũng xách một ít trái cây lại đằng đẵng để mà ngồi nói chuyện tâm sự đồ cũng như thế nào. Sẵn là hỏi về cái ông Tý bên bển. Mấy cô hàng xóm á, không biết là cô ở đây rồi có biết chuyện của ông Tý như thế nào không, mà hỏi là hai vợ chồng của con á, ở đây có được không, rồi ở đây có gặp gì không. Hai vợ chồng của cô mới kể lại là ở đây đêm nào cũng bị làm phiền cả, cứ thấy là một đống con mèo đen nó bu ở trước nhà của ông Tý rồi nó kêu lên, rồi chuột nó còn bò qua bên nhà nó ghê quá. Mấy cô hàng xóm cũng mới cười phá lên, cũng nói trời ơi ở đây ổng vậy đó con. Có mấy lần á mấy con chuột nó bò ra ngoài đường rồi nó cắn phá rác rến đồ á, người ta qua để mà kiếm ổng, kêu ổng dọn dẹp cho sạch sẽ đi để không có chuột. Đã gần mé sông rồi, toàn là chuột cống chuột bự không mà ổng cỏ dơ vậy nữa. Mà kêu á là ổng không có thèm trả lời trả vốn gì hết, ổng nhốt mình ở trong nhà. Thậm chí ở đây có nhiều người lâu lắm rồi còn không thấy mặt mũi của ông Tý nữa. Nhưng cũng có những người nói là vào cái lúc khuya, rất khuya luôn, mới thấy là ông đi ra ngoài đường, ông sống như cú đêm vậy đó. Chứ còn là ban ngày thì thôi đi, không có thấy ông bước ra ngoài đường bao giờ đâu. Cô mới nhớ lại sự việc là cảm nhận được hình như có một cô gái sống ở bên nhà của ông Tý. Mới hỏi mấy cô này là mấy cô cho con hỏi, ở bên nhà của ông Tý là ngoài ông ra có ai ở nữa không? Sao con thấy là như là có ai
cái bên bển nữa thì phải. Mấy người kia mới nói là không có con ơi. Cái ông Tý này hồi trước ổng sống chung với ba mẹ của ổng, mà ba mẹ của ổng thì mất lâu rồi, ổng ở mình ên vậy đó, cũng đâu có vợ con gì đâu. Mà con thấy người vậy ai đâu mà thèm lấy, ở dơ quá trời hà. Tức là những người hàng xóm ở đây đều khẳng định ông Tý ổng ở một mình ên ổng thôi. Lúc đó cô Sang cũng chưa có biết sự việc gì đâu. Xong hen, tới buổi tối ngày hôm đó, chồng của cô giữa đêm đi vô rồi khiều cô dậy. Cô thấy là mặt mày chồng nhìn xanh le xanh lét à. Không biết là chồng cô gặp cái gì, cô mới hết hồn. Cô dậy cô rờ trán chồng hỏi là: "Ủa anh bị gì vậy? Sao mặt mày xanh le xanh lét vậy?" Chồng của cô hốt hoảng dữ lắm, nói lắp ba lắp bắp một hồi, nói cái gì thì cô chưa có nghe rõ. Tới một hồi sau, chồng của cô bình tĩnh lại mới kể cho cô nghe. Là vừa mới hồi nãy nè, chồng của cô đi xuống phía sau, tại vì chồng cô nghe thấy tiếng cò kẹt gì á. Tưởng là có mấy con mèo hay gì nó quậy phá đồ ăn mà hai vợ chồng chuẩn bị sẵn để buổi sáng dậy rồi ăn đi làm. Chồng của cô đi xuống thì cũng thấy gì trơn á, sẵn là đi xuống phía sau để định là rửa mặt mũi luôn cho nó tỉnh. Định là sẽ đi xuống phía sau rồi sẵn rửa tay rửa chân luôn cho mát mẻ vô ngủ tiếp. Chợt ngay lúc mà chú rửa tay, chú quay qua là thấy ông Tý đã ông bước ra. Từ ở trong nhà của ông đi ra, không biết ông làm gì nghe, ông cứ khum khum, mà một chân của ông thì ông bị xi cà nhắc, ông cứ đi cà lê Ngay lúc đó có một con chuột nó chạy sắn qua ở bên chân của chồng cô nè. Đây là một con chuột rất là lớn. Nó chạy qua, chồng cô hết hồn dở chân lên, sợ là nó cắn mình, do mấy con chuột ở đây nó ghê lắm, nó lộng hành. Rồi xong cái con chuột này á, nó chạy qua hết bên nhà của vợ chồng cô rồi, nó chạy qua bên nhà của ông Tý. Lúc mà nó chạy gần lại ông Chí, lúc mà nó bò gần lại á, ông Tý liếc mắt nhìn nó, mà cái ánh mắt của ông Tý nhìn kinh hãi dữ lắm, cái ánh mắt lạnh toát à. Ông đưa chân dẫm một cái bẹp là cái con chuột này nó bất động rồi, nó nằm ở dưới chân của ông. Ông mới khum xuống, ông lấy cái tay á, ông chụp lấy con chuột, là lúc đó con chuột nó vẫn sống, nó còn kêu ét 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 mà nó cựa quậy để nó muốn nhảy ra khỏi cái lòng bàn tay của ông đó. Chồng của cô còn nhìn thấy cái phần móng tay của ông Tý này á, là thấy nó đen xì lì à, mà nó hơi dài ra, nó hơi nhọn nữa. Cái phần móng này giống như là sừng mà bây giờ nó bị lão quá ra rồi, nhìn thấy ghê lắm. Chồng của cô á, ở bên này giả bộ là liếc liếc qua để nhìn coi cái ông Tý này ông sẽ làm gì với con chuột đó. Mà ông làm một cái cảnh tượng hãi hùng khiến chồng cô điếng hồn luôn, là ông đưa con chuột lên, ông cắn một mảng thịt và gịch ra. Con chuột nó kêu lên đầy đau đớn, rồi ổng nhai nhồm nhàm, ở trên tay vẫn còn cầm con chuột đó, mà ổng ăn cái vẻ thưởng thức lắm. Xong ổng quay đầu đi dạo trong nhà và đóng cửa lại. Chồng cô nhìn cái miệng ông Tý xé cái phần thịt của con chuột của mày, chồng cô không thể nào tưởng tượng đây là một con người luôn. Sống ở thế kỷ 21 rồi mà chồng cô còn tưởng là mình đang ở cái thời mà thời nguyên thủy hay gì á, còn ăn thịt con chuột cái kiểu đó. Chồng của cô đứng mà run tay run chân, hoảng sợ quá đi vô rồi kể cho cô nghe. Chồng cô diễn tả cái lúc mà ông ăn là máu nó dính lên trên cái phần râu của ổng, dính toàn máu là máu, mà cái miệng ổng nhai nhìn kinh hãi lắm kìa, giống như là một con quái vật vậy đó. Cô nghe mà còn không tin vô trong lỗ tai của mình. Cô còn tưởng là chồng mình buồn ngủ quá, chồng mình mới thấy tùm bậy tùm bạ, chứ sao con người bình thường nào có thể cầm cái con chuột lên mà xé thịt nó ăn được. Trời ơi, sao mà ghê hồn như vậy, cô không tin luôn á. Qua sáng hôm sau cô cứ hỏi kỹ lại thì chồng cô khẳng định 100% là nhìn thấy ông ăn cái con chuột đó, ông xé nó ra. Cái lúc mà ông xé là con chuột nó sống, nó còn kêu ét ét lên đầy đau đớn nữa. Trời ơi, cô nghe mà cô nổi da gà cục cục. Hên là lúc đó chồng cô thấy, chứ mà cô thấy chắc là cô ngã ngang cô xỉu tại chỗ luôn rồi. Trong vòng mấy ngày hôm đó, hai vợ chồng của cô về nhà ăn cơm mà thấy có mấy con gián rồi con chuột nó chạy qua ở mé bên hông nhà của cô để nó chạy sang ở bên nhà của ông Tý. Thấy vậy hoài hai vợ chồng của cô cũng rợn lắm, có mua một cái ít thuốc diệt gián diệt chuột á, để phía sau. Mà không biết mấy con này nó khôn ghê lắm, nó không có thèm ăn đâu. Cô để vậy đó, nó chạy sợ qua, còn có con nó ủi rớt xuống dưới nước nữa.
giống như mấy con chuột này nó đã thành tinh rồi. Mà cái người nuôi chuột ở đây chính là cái nhà của ông Tý. Ông để đống rác trước vậy là cho nó ăn chứ còn gì nữa. Mấy ngày hôm sau, cô lại tiếp tục tăng ca, đi sớm dậy khuya. Tới bữa hôm đó nữa, cô mới gặp cái cô hàng xóm ở đầu ngoài hẻm á, cũng tấp tấp vô ngồi nói chuyện với nhau. Vô tình cô kể cái sự việc mà thấy ông Tý, ông ăn thịt cái con chuột. Cái người hàng xóm nghe ngỡ ngàng luôn, cái người đó còn không tin vào lời cô kể nữa. Nhưng mà sau một hồi tâm sự này kia, cái cô hàng xóm nó mới kể cho cô Sang nghe. Nói là trước đây á, ông Tý này ổng cũng hơi dị dị, mà có điều là vẫn thấy ông ra đường đâu nghe, chứ không phải là ông nhốt mình trong nhà vậy đâu. Mà từ cái đợt đó, ổng mê một cái cô này là tiểu thư. Cô đó nhà giàu dữ lắm, xinh xắn, mà cổ mới có 17-18 tuổi thôi. Còn cái ông này lúc đó là ổng 30 mấy 40 tuổi rồi. Ổng ế mấy chục năm trời, đâu có quen được cô nào đâu. Mà tới chừng mê gái là mê đúng một cái cô gái còn trẻ đẹp mơn mởn nhà giàu có nữa. Cái ổng mới sắn sổ lại ông cưa cẩm người ta. Trong khi ngoại hình của ổng thì lôi thôi lết thết. Người thì hồi nào cũng bốc mùi, đầu tóc bù xù, nhìn người cứ dị 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 dị, nhìn ổng thấy ghê lắm. Nên cái cô bé mới sợ quá, đâu có chịu. Nhưng cái ông Tý này ông cứ sáp lại hoài vậy đó. Tới một bữa kia, gia đình người ta thấy là ông muốn nhào tới, ông tấn công con gái của mình rồi, nên mới cho người đánh ổng. Sau cái trận đòn như tử đó thì ông Tý ổng mới bị què một chân, chứ còn lúc trước là ổng đi hai chân lành lặn bình thường hà. Nghe tới đây là cô cũng thấy hơi hiếu kỳ rồi. Xong cái cô kia cũng kể tiếp. Ông Tý ổng vẫn tiếp tục theo đuổi nữa, mà ở bên nhà đó xua đuổi ổng. Mỗi lần mà thấy ổng là đuổi như đuổi tạ. Có lần kia ổng nhìn người ta với cặp mắt đầy căm phẫn. Khoảng thời gian sau này, cái cô gái đó tuổi còn rất là trẻ, chưa có bồ bịch, chưa có người yêu gì cả, nhưng đột ngột bị bệnh nặng rồi mất sau đó. Nghe kể tới đây, cô Sang cũng thấy tội nghiệp cho cô gái đó. Trời, không biết đằng sau cái chết của cô gái có ẩn khuất gì hay không. Thì lúc đó cũng ai biết, tại vì cô gái này cô cũng đã chết rồi, gia đình của cổ cũng buồn đau thương dữ lắm. Rồi hen, cũng biết sơ sơ một phần chuyện về cuộc đời của ông Tý là như vậy rồi. Cô cũng có kể cho chồng cô nghe. Hai vợ chồng của cô á, vừa tò mò mà vừa đề phòng, vừa sợ cái ông Tý bên bển nữa. Mỗi lần mà thấy cả hai vợ chồng của cô đều rất là sợ. Mà nhất là cái hàm râu của ổng, nó cứ bơm sờm mà nó dính cái gì đó. Tới hôm chồng cô thấy là biết ổng cắn cái con chuột, là cái phần râu đó nó dính máu của con chuột. Sau khi biết về câu chuyện của cái cô tiểu thư đó, liền về nhà trong đêm luôn, cô Sang nằm mơ. Ở trong giấc mơ, cô Sang nghe thoáng ở bên tai của mình là giọng của một cái cô gái trẻ. Cô nghe rõ mồn một. Cứu tôi với! Cứu tôi với! Nhắm mắt lại, lập tức cô Sang lại nghe cái âm thanh đó văng vẳng ở bên tai, mà đầu óc của cô mụ mị dữ lắm, cô muốn dậy nhưng không tỉnh dậy được, và lại tiếp tục nhìn thấy trong hồn của một cái cô gái mặc áo lụa trắng xuất hiện, và thấy là cổ bị cái gì đó quất lên trên người. Cổ kêu lên những tiếng đầy đau đớn, cổ thốc. Nằm mơ tới đó giật mình, cô Sang tỉnh dậy. Cô thấy người của mình bần thần lắm, cái cảm giác nó kỳ cục. Sao người của cô nó bị đau nhức giống như cái người mà bị đánh trong giấc mơ vậy. Ngay lúc này âm thanh kêu cứu tôi nó lại vang lên ở bên tai của cô nữa. Lần theo âm thanh đó cô đi ra ở phía sau. Ngay lúc này ở trước mặt của cô là bóng dáng của một cái cô gái, nhưng chỉ thấy mỗi cái dáng lưng thôi, mặc một cái bộ đồ lụa mỏng le mỏng lét, không có mặc nội y gì trơn á, chỉ có cái phần áo lụa phủ bên ngoài thôi. Cô thấy cái phần dáng lưng này thướt tha bước đi. Bận đầu là đứng ở bên cái phía sau nhà cô. Cô thấy vậy nhanh chóng chạy ra. Khi mà cô ra rồi thì cô gái đó đứng ở phía trước cửa của nhà ông Tý. Cô mới bàng hoàng nhìn coi cô gái này là ai vậy, sao mà cô ở đây. Lúc đó cô đi xuyên qua cửa thì cô Sang mới giật mình. Cô nghe thấy cái tiếng khóc thê thảm nó lại vang lên ở bên tai nữa. Mà sao cô gái đó có thể đi xuyên qua cửa được vậy trời.
tức là cô đó là ma. Cô Sang cũng hú hồn hú vía, đứng đó cứ trố mắt nhìn chằm chằm vậy đó. Ngay lúc này có tiếng của mấy con chuột nó lại kêu lên nữa, làm cho cô giật mình tỉnh dậy. Cô bàng hoàng luôn, cô không biết cảnh tượng mình vừa mới thấy là thật hay là cô nằm mơ, cô bị mộng du vậy. Cô thấy người của mình kỳ cục lắm. Xong cô đi vô, mà cô nằm xuống cô lại nghe cái âm thanh: cứu tôi với, cứu tôi với, chị cứu tôi với. Cô Sang thường xuyên nghe thấy cái tiếng đó và cái tiếng khóc nức nở, nghe tội nghiệp vậy lắm. Cái sáng cô dậy, cô thấy cái phần mắt của mình là nó ướt nhẹp à, rồi ghèn nó nổi lên cục cục nữa. Giống như ngày hôm qua cô đã khóc rất nhiều, mà cô nhớ là mình cũng đâu có khóc gì đâu, đâu có buồn phiền gì đâu khóc. Trên đường đi làm, cô mới kể sự việc đó lại cho chồng cô nghe. Chồng cô nói là trong cái lúc mà chú ngủ, chú cũng nghe thấy tiếng ai đó đi ở phía sau, tuốt ở đằng sau nhà lận. Có lần chú giật mình dậy đi ra, thấy có một cái bóng người vừa mới sợ qua. Nhưng chừng mà chú đi ra tới nơi rồi thì hoàn toàn không có thấy bất cứ cái gì cả. Chồng của cô Sang kể lại cho cô nghe vậy đó. Thì hai vợ chồng càng đặt vấn đề lớn về cái ông Tý ở bên kia hơn. Cũng có hỏi cái chú quản lý, người mà cho cô chú ở ké nhà nè. Cái chú nói là không biết nữa, tại vì nhà này là lúc trước chú xây định là cho thằng em út của chú ở, mà cuối cùng là thằng em của chú vợ đi công tác xa rồi, cái nhà cứ bỏ hoài vậy đó. Nếu mà có ai cần ở thì chú sẽ cho vô ở, còn những người hàng xóm xung quanh đây chú không có biết nữa, do chú là cũng có nhà rồi còn có thêm mấy chỗ khác nữa. Tức là cái chú quản lý này á, ổng cũng có điều kiện mà tính ổng tốt thương người, thường là cho những người quen biết ở vậy đó, cũng không lấy tiền bạc gì trơn. Còn riêng về những người hàng xóm thì chú không ở nên chú cũng không có biết nữa. Liên tục trong những đêm ngày hôm sau, cô nằm ngủ cả người thường xuyên bị đè. Nằm xuống một cái, cô nghe cái âm thanh cái hử. Cả người không có nhúc nhích, không có di chuyển gì hết, mà thần trí nó cứ mập mờ, lại tiếp tục thấy bóng dáng của cái cô gái mặc đồ lụa trắng kia. Cô rên khóc. Có lần cô còn thấy là cô nắm tay của cô và lôi đi. Cô chưa hề thấy được mặt mũi của cái cô gái đó, mà nghe cái giọng thì biết đây là giọng của một người trẻ tuổi rồi. Cô gái đó nắm tay lôi cô dậy, cô đi theo. Cô cũng đi từng bước, cô ở phía trước, cô dắt tay của cô. Lúc đó là cô không thấy đường xá gì cả, nhưng mà vẫn cảm nhận được chân của mình đang đi. Khi mà cô giật mình lại rồi, thấy mình lại đứng ở phía sau nhà đó, và mặt của cô thì đang quay về cái hướng nhà của ông Tý. Cái cô lại ngớ người nữa, sao mà mình đứng ở đây. Lúc mà cô giật mình ra thì cô nghe thấy cái tiếng ho, tiếng tặng hắn. Ông Tý từ ở trong nhà ông bước ra, ở trên tay của ông lấy, ông chùi miệng ông một cái, mà thấy ghê lắm. Từ sớm tới giờ cô chưa kịp tỉnh hồn lại, rõ ràng mình đang ngủ trong nhà đó, mà mở mắt ra cái thấy đứng ở phía sau nhà. Rồi cái cảnh ông Tý ông đi ra, ông chùi mép ổng, ở trên mép ổng hình như là nó dính máu thì phải. Cô cũng trợn mắt cô nhìn, ổng cũng nhìn cô. Ông đứng im vậy đó, mà cái người thì hơi neo qua một bên, ông trợn mắt trừng trừng. Ngay lúc đó cô thấy sau cái cánh cửa là có bóng dáng cùng một cái người hơi trắng trắng. Cô thấy chỉ là một cái phần từ bên vai sổ xuống thôi, không có thấy mặt mũi gì hết. Lúc đó ông Tý thấy cô không nhìn ổng mà nhìn vào trong cửa, cái ổng mới liếc mắt nhìn vào trong cửa, mà cái mặt ổng ghê lắm. Ổng lại tặng hắn lớn thêm một lần nữa và nhanh chóng đi vào trong nhà đóng cửa lại. Sau nhiều lần chạm trán với cái khuôn mặt kinh dị này mà lần nào cũng khiến cho cô sợ hãi cả. Với cô vô nhà, ấy mà cô đi vô á, cô có cảm giác như ai đó kêu mình. Cô vừa mới nghe kêu một cái, quay lưng lại thì một cái bóp rồi choáng. Tiếng gì đó không biết nữa, như cái tiếng đổ vỡ đồ đạc gì đó phát ra từ ở trong nhà của ông Tý. Cô hết hồn, cô nhìn vô thì cô không thấy gì hết trơn á. Mà lúc đó cô lại nghe âm thanh cổn 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 gì nữa, cô sợ lắm. Rồi riết 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 cô chạy vô trong nhà. Vô cô thấy chồng của cô cũng đã ngồi bật dậy rồi. Chồng cô hỏi: ủa em, cái gì vậy? Anh mới nghe cái gì mà cốp cốp sổn sổn vậy? Cô mới nói: anh ơi, cái ông Tý mệt, ông đập cái gì không biết nữa, em nghe em sợ quá.
Hai vợ chồng mỗi lần nói chuyện là chỉ rù rì nhỏ nhỏ thôi, chứ không dám nói lớn. Sợ là nói lớn ở bên đây là ông tiếp bên bển ông nghe. Cô nói với cái thân hình của một ông già vậy đó, mà không biết sao hai vợ chồng của cô là người trẻ mà gặp ông là sợ quýu dò quýu cẳng hết trơn hả. Sự việc đó cứ liên tục xảy ra khoảng nửa tháng. Tới hôm đó, cái lúc này là cũng 2 giờ mấy sáng rồi, hai vợ chồng của cô bị giật mình không phải bởi tiếng mèo kêu nữa, mà giật mình bởi cái tiếng ho khan nó phát ra từ bên nhà của ông Tý, rồi cái tiếng đổ đồ cạc lổn cổn, rồi cái tiếng gì rầm ở bên bển nữa. Hai vợ chồng của cô mới giật mình dậy, rồi nghe ổng ho, mà ổng ho kiểu như sắp chết tới nơi rồi. Hai vợ chồng cô nhanh chóng chạy ra. Cửa rào nhà của ổng là nó chỉ khép hờ vậy thôi, chứ ổng có đóng, có cái phần cửa trong nè. Hai vợ chồng cô mới đập cửa kêu tên của cái ông Tý này, kêu là: Ông Tý ơi, ông có sao không? Dù là hơi sợ, hơi ghê ổng, nhưng mà với một người giống như là bây giờ người ta đang gặp cái tình trạng khó khăn gì đó, thì hai vợ chồng của cô không thể nào bỏ mặc được. Hai vợ chồng của cô cứ đập lớn và kêu cửa ổng vậy đó. Trong lúc đó cửa tự động mở ra, nhìn vào thấy ở cái phía sau nhà là như có cái gì đó sáng sáng. Hai vợ chồng của cô vừa đi vừa kêu là: ông Tý ơi. Bước vô một cái, mùi hôi thối nó xộc vô trong mũi của hai vợ chồng cô, mà khiến cho hai vợ chồng cô hết hồn luôn á. Và đặc biệt vô ở trong căn nhà này cảm giác lạnh đến thấu xương. Ở trong nhà của hai vợ chồng cô á thì nó cũng mát mát thôi, chứ đâu tới nỗi mà lạnh cái kiểu ghê hồn vậy. Trong lúc đó có những người hàng xóm mới đi qua rồi, thấy hai vợ chồng của cô đứng ở trước nhà mới đi vô hỏi là: ủa hai đứa, ông Tý ông làm gì mà nghe cái gì mà râm ấm sẩm trơn vậy? Bởi vì những người hàng xóm bị đánh thức bởi cái tiếng chó nó tru. Mấy con chó không biết sao mà vậy, nó tru lên nghe hú hú hú, nghe ghê dữ lắm. Mọi người vợ kéo qua là cũng cỡ độ 5-7 người, tính luôn hai vợ chồng của cô đó. Lần đi dạo, vừa đi dạo vừa kêu ông Tý. Nhìn ở trong nhà phía trước là trống quơ trống quát, nhưng đi qua cái dách ở phía sau thì lúc đó tất cả mọi người đều bàng hoàng khi thấy là ông Tý ổng đang ho, hình như là ổng bị nghẹn cái gì á, ổng đập vô ở trong ngực của ổng đập bình mà ổng ho ra, ổng nôn, mà cái mặt của ổng về nhìn nó đỏ tươi lên hết à, ổng ho con mắt của ổng muốn lòi ra luôn. Xung quanh là có những cái cây đèn cầy đang được mở sáng lên, và hình như ông đang làm bùa chú gì đó. Thấy là có mấy cái cọng chỉ đỏ rồi gạo muối này kia rất là nhiều. Ở chính giữa còn có một cái hũ gì đó không biết nữa, mà thấy nó cũng bự tròn tròn. Ngay lúc này thấy mọi người vô là ông Tý ông làm cái thái độ là ông muốn đuổi mọi người ra, nhưng mà lúc đó là ông bị nghẹn rồi, ông không có nói được, ông cứ ho khụ vậy đó. Mọi người mới đi sát lại gần ông Tý để hỏi là: ông Tý ơi, ông có sao không, ông bị gì vậy? Mọi người chưa có dám sát lại thì ông Tý lập tức ông đứng lên, ông lại ông chộp lấy cái hũ mà tròn tròn đó, ông chộp lấy ông quơ ha, rồi ông loạng choạng ông đi. Ông vừa đi ông vừa ho. Ngay lúc đó cái hũ mới rớt ra, lúc mà rớt là kêu một cái xoảng, cái hũ này đã bể rồi, nhưng ở bên ngoài là còn được phủ bằng một lớp vải đen nữa, chưa ai nhìn thấy trong đó là cái gì. Nhưng mà ngay lúc này cô thấy, chính mắt cô sang nhìn thấy ở trong cái hũ đó, dù bị bể rồi đó, vừa có một cái luồng khói đen xì ra bay ra ngoài. Cô ngớ người, cô nhìn theo thì đứng ở phía cuối nhà luôn là hình ảnh của cái cô gái mà hôm rồi cô thấy nè. Hình ảnh của một cô gái trẻ mặc áo lụa trắng. Giờ cô thấy được cả diện mạo rồi. Cả người của cô gái này toàn những vết thương bầm tím. Ở trên khuôn mặt á, cái phần môi là nó cũng bị lở nữa. Khuôn mặt này rất là trẻ, chỉ độ khoảng 17-18 tuổi thôi. Tóc dài đen đẹp, nhưng nhìn cái ngoại hình bây giờ là bị hành hạ tới mức nhự tử rồi. Cô mới hết hồn, cô mở mắt trừng trừng nhìn về cái hướng đó. Thì ông Tý lúc này ông cũng nhìn theo cái hướng của cô. Ông liền đứng dậy, ông kêu la cái gì, ông muốn chụp lấy vong hồn của cái cô gái mặc áo lụa đó. Thì lúc này ở trên sàn không biết có cái gì đó rất là trơn, ông trợt một cái ịn, xong cái đầu của ông đập cái kết xuống ở dưới cái nền nhà.
Nên nhà là làm bằng cây. Lúc mà ông đập xuống ha, mọi người nghe âm thanh cái tiếng kêu một cái bóp lớn dữ lắm. Xong, máu nó chảy xịt ra, loang lỗ ở đông đây luôn. Ai cũng hoảng hồn cả, cũng lại để mà muốn phụ lai coi cái ông Tý này còn sống ông chết để còn đưa ông đi bệnh viện nữa. Nhưng lúc mà lại kiểm tra thì ổng đã hoàn toàn tắt thở rồi. Miệng thì há ra, hai con mắt mở trừng trừng. Ổng nghẹn cái gì đó, sớm giờ ổng biết để ổng mới bị ho. Mà lúc này té xuống đập đầu, ổng trúng ngay cái phần biết dây thần kinh nào đó, ổng đã chết tươi ngay tại chỗ luôn. Cô Sang chưa kịp hết bàng hoàng, nhìn ra vong hồn ở phía sau thì cái vong hồn đó nở một cái nụ cười bí hiểm rồi lập tức là biến mất. Cô chưa có kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Rồi xong ở đây mọi người mới hô quán bu qua. Mọi người rất là tò mò ở trong cái hũ mà được trùm cái miếng vải đen này là cái gì. Mà bởi vì sau khi bể một cái bóp rồi đó mà nó vẫn còn nhô nhô lên nữa ha. Mọi người mới lại thử mở ra. Sau cái lớp vải đen đó, rồi sau cái phần mà mảnh của cái sành nó bị bể á, đây là một cái đầu lâu, là một cái đầu người, chỉ còn lại mỗi cái phần xương sọ thôi, chỉ đúng có mỗi cái phần đầu. Trời ơi, mọi người hoảng hồn hoảng vía liền. Công an cũng xuống điều tra coi cái đầu này là của ai. Thì sau toàn bộ quá trình điều tra, những gì mà vợ chồng của cô Sang biết là như thế này. Tức là ông Tý á, ổng biết làm bùa chú. Hồi lúc trước cái chết của cái cô tiểu thư kia là do chính cái ông Tý này, ổng thù hận quá, ổng cưa cảm tao không được, tao không thích, không yêu ổng, rồi đánh đuổi, rồi thêm cái phần là đánh ổng gãy chân nữa. Ổng mới gom nén lại thành cái sự thù hận để yểm hại cho cái cô tiểu thư đó chết. Sau khi mà cổ chết rồi, được chôn cất xong xuôi hết hè, ông Tý ổng mới lén ra, ổng trộm cái phần mộ đó. Không phải là trộm vàng trộm bạc gì, ổng chỉ trộm mỗi cái phần thủ cấp của cô gái đó thôi. Sau đó ổng đem về nhà, ổng luyện một cái loại bùa để mà ép vong hồn của cô gái phải phục tùng ổng hằng ngày. Ổng nhốt cô gái trong nhà đó, mà do cô gái chỉ tồn tại dưới dạng linh hồn thôi nên đâu có ai biết ở trong nhà này ngoài sự hiện diện của ổng thì còn có thêm một cái vong hồn khác nữa đâu. Ổng đem cái đầu đó, ổng về ổng ở đây nè, ổng tu luyện nay mấy chục năm trời, tới tận ngày hôm nay sự việc này mới chấn động xảy ra. Rồi gia đình của cô tiểu thư nó mới tá quả. Trời ơi, tức là con gái mình mấy chục năm nay đã bị cướp cái đầu rồi mà gia đình đâu có hay biết gì đâu. Lúc đó vong hồn của cô cũng không có về nhà để báo mộng gì cho gia đình biết được cả, do đã bị cái ông Tý này, ổng yểm hại cái vong hồn hẳn lại ở đây rồi. Đó là toàn bộ sự việc, những gì mà cô biết. Sau cái vụ đó cũng ớn dữ lắm. Mà giờ làm gì làm, ông Tý này cũng đã chết rồi. Cái hôm đó là ông ăn cái con chuột á, nên ông lại bị nghẹn cần cổ. Hồi trước giờ ông ăn rất là nhiều con, bởi vì xung quanh nhà của ông á, là xác của mấy con chuột mà bị cắn gian dở nằm rất là nhiều luôn. Mấy con mèo á, nó cũng ăn mà nó cũng lựa lắm nha. Con chuột nào phải còn sống, phải còn chạy được kêu chết 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 á, nó mới ăn. Chứ con nào mà bị cái ông này á, ổng cắn ra rồi, mấy con chuột nó chết là mấy con mèo nó chê, nó không có ăn đâu. Chính vì vậy mà những cái xác đó xung quanh nhà của ổng nên nó mới thối rữa như vậy. Rồi những con chuột khác mới ăn cái phần thịt của những con chuột mà bị cắn gian dở này. Rồi nó cứ nuôi nhau rồi tuần hoàn như vậy đó. Sau cái vụ đó, căn nhà này trở nên kinh hoàng. Ai đi ngang thôi cũng ngửi thấy cái mùi hôi thối. Không phải là mùi, tất cả mọi người đi ngang đều ngửi thấy cái mùi hôi thối kinh dị phát ra từ trong căn nhà của ông Tý. Mà giờ lúc đó là cũng tức dữ lắm. Ông Tý ổng không có phải chịu trừng phạt gì cả, do ổng đã té xuống rồi ổng chết luôn rồi. Ở đây thêm một khoảng thời gian nữa, cô chú cũng ớn quá nên mới dọn đi chỗ khác ở. Hai vợ chồng của cô chú Sang nè định là ở lại đây luôn để tiết kiệm tiền. Nhưng mà ở đây cái cảm giác nó cứ sợ quá. Buổi tối khi mà ông Tý đã không còn nữa, vong hồn kia cũng không còn luôn. Nhưng hai vợ chồng của cô lại nghe thấy cái tiếng bước chân đi tới đi lui, rồi tiếng đọc kinh lẩm nhẩm
phát ra từ ở bên nhà của ông Tý nữa. Nên ớn quá, sợ là có chuyện gì sẽ xảy ra sau đó, nên hai vợ chồng của cô cũng dọn đi luôn. Khoảng thời gian sau nữa, vợ chồng của cô mới biết được, bởi vì cái người quản lý nói là về cái căn nhà của ông Tý đó là bị người ta dẹp bỏ, ta sang bằng luôn rồi. Và đó là những gì mà hai vợ chồng của cô Sang đã gặp khi bà ở trong căn nhà mình được cho ở nhờ. Cái căn nhà mình ở là nó không có chuyện gì trơn á. Ngạc một nỗi là cái người hàng xóm ở kế bên là một người kinh dị biến thái như vậy ha. Đây là một trải nghiệm không bao giờ quên với hai vợ chồng của cô luôn. Dù bây giờ con của cô đã lớn, cô đã có cháu luôn rồi đó, mà cái vụ này tới bây giờ không có cách nào mà cô quên đi được. Nhất là thấy cái vong hồn kia năm lần bảy lượt hiện về nhờ hai vợ chồng của cô giúp đỡ, mà chỉ nghe là cứu tôi rồi thấy mờ mờ ảo ảo vậy thôi. Chứ với sức lực của hai vợ chồng của cô đâu có thể nào mà biết được rồi cứu cô gái ra đâu. Nhưng dù gì mọi thứ đều là do ông trời sắp đặt để cho cái ngày hôm đó. Ông Tý này ổng bị nghẹn rồi xong mọi người đi qua, rồi ổng còn bị trượt chân ông té ông chết vậy nữa ha. Đó là toàn bộ câu chuyện Như được cô Sang gửi lại cho Như. Một câu chuyện cũng rất là hay. Và lâu lâu thì trong kênh của Như cũng có những cái câu chuyện và mang cái màu sắc hơi mới lạ như thế này cũng hay hơn quý vị. Câu chuyện này tới đây cũng đã khép lại trong tập truyện ngày hôm nay. Và nếu quý vị, ông bà, cô chú, anh chị mình có những câu chuyện mình được nghe, được biết, được kể lại, quý vị cứ việc gửi lại cho Như thông qua những đường link mà Như để bên dưới phần mô tả. Quý vị cứ việc gửi lại thì lần lượt Như sẽ chia sẻ những câu chuyện của quý vị đến khán thính giả ở trong và ngoài nước ha. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị rất là nhiều và chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thư giãn. Rồi mình sẽ có một giấc ngủ thiệt là ngon luôn. Và nếu quý vị yêu mến kênh của Như, đừng quên để lại cho Như một nút like, bấm nút đăng ký và chia sẻ video này để ủng hộ cho kênh của Như nha. Chứ quý vị, đó chỉ là một nút like thôi, nhưng mà với Như á, đó là một niềm động lực rất là lớn. Cảm ơn quý vị nhiều. Thôi bây giờ thì hẹn gặp lại quý vị ở tập sau hen. Xin chào tạm biệt, bye bye quý vị nghe. Bye bye.